Nếu anh em mua một cái bàn gaming 5 đến 6 triệu, người ta bảo anh em nhiều tiền. Còn anh em mà mua cái bàn gaming của D&D 62 triệu này, người ta bảo anh em thừa tiền. Và trong video cuối cùng của năm 2020 âm lịch thì mình sẽ khui hộp một chiếc bàn gaming trị giá 62 triệu. Và D&D quảng cáo đây là một cái đỉnh cao của sự xa xỉ của bàn ghế, nên là hôm nay mình sẽ mở ra xem là 62 triệu anh em được những cái gì. Và về trọng lượng, khi mà mới ban đầu cái vỏ hộp của nó mình tính cho rất khoảng tầm là gần 100 cân rồi. Rồi, thì cái bàn này sẽ gồm là hai hộp và nó sẽ hỗ trợ các bạn lắp là hai bộ máy cùng lúc. Và nhắc lại một điều các bạn có thể quên mất, đó chính là chúng mình vẫn giveaway với mỗi 5.000 sub, tức là còn 1.000 sub thôi, nên 120.000 sub là chúng ta sẽ có giveaway quà không hề nhỏ đâu. Các bạn biết tin gì chưa? Hà Nội Computer mở cửa xuyên Tết từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 16 tháng 2 tại cơ sở 43 Thái Hà. Áp dụng khuyến mại, cứ mua hàng là có lì xì cho tất cả các đơn hàng online hoặc mua trực tiếp. Chúc quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng. Đây là sách hướng dẫn này, được in bằng giấy bìa bên trong. Uầy, em nhìn cái việc lắp đặt cái bàn này này, mình không biết là mình có lắp được không. Quá nhiều thứ bên trong này. Vâng, D&D cảm ơn chúng ta bỏ 62 triệu ra mua một cái bàn đỉnh cao của sự xa xỉ. Hồi tí nữa mình sẽ vừa nhìn vừa lắp. D&D họ khá cẩn thận đây này. Họ đều cho chúng ta đây là cắt tông hai lớp, rất là dày và chắc chắn. Rồi, đầu tiên như mình đang thấy ở đây, đó chính là tấm kính. Làm thế nào chúng ta mở ra? Đây là liên liên, các bạn thấy rồi, họ dùng rất nhiều các tấm cắt tông và dày. Và đây là cắt tông chất lượng cao chứ, sờ cực kỳ cứng cáp. Bây giờ đến lúc chúng ta dùng cái sớ hướng dẫn của liên liên để lắp đặt cái phụ kiện nhá. Nó sẽ có cái hộp này này. Rồi, khá là đơn giản. Vâng, chúng ta lại vừa bỏ rồi, nên đi họ bảo là kê ba cái lên để bàn để ghép vào. Theo hướng dẫn của Lianli nhé, để các bạn có thể lắp một cách solo cái bàn này thì để vào đây này. Rồi, và để cái hộp này lên nữa. Đây là theo hướng dẫn của hãng thì rồi. Bàn này được làm, các bạn thấy là hình như nó làm bằng nhôm. Nhôm của Lianli nhá, thì được gia công nó mép nó khá là không sắc, để tay thoải mái vào không sao cả. Từng chân một, đâu là chân bên trái, đâu là chân bên phải. Rồi, cách hướng dẫn tiếp. Rồi, mỗi bên chúng ta sẽ có là 21 con ốc để lắp vào và cắm dây, vậy là xong thôi. Nói chung là khá là đơn giản, không có gì cả. 21 ốc để lắp vào và những cái khác dấu riêng của máy tính thì chúng ta có thể bỏ qua. Lý do của những nút ấn này thì các bạn sẽ điều khiển được độ cao thấp của cái bàn này. Và ngoài ra, lớp kính của trên cái bàn này rất đặc biệt. Theo quảng cáo của Lianli, tí nữa mình sẽ cho các bạn xem. Còn bây giờ mình phải tìm 21 con ốc nữa. Đây, ốc. Hộp ốc nhá. Lianli rất là chú tâm. Rất nhiều ốc nhưng không chúng ta biết ốc nào gắn vào đâu cả. Nhưng mà nhiều ốc chắc là đời ốc này. Bọn chú vip các bạn. 21 con ốc trên mỗi một chân bàn, tổng cộng chúng ta bạn là 42 con ốc. Do cái con bàn này nó làm bằng nhôm ấy. Nên là tức là mặc dù chất lượng hoàn thiện rất là tốt nhá, nhưng mà các phần ốc ấy, các lỗ ốc ấy nó sẽ hơi bị lệch nhau, tại vì nhôm sẽ dẻo mà. Các bạn phải bắt vào thì nó mới đúng chuẩn lỗ ốc được. Còn lớp để bình thường như này, lúc mình đưa vào này thì ốc đang lệch vị trí khá là nhiều. 1, 2, 19 con nữa.
Thôi rồi, cho số đất anh em ơi. Hạ số chưa? Rồi, vừa rồi mình đã lắp xong là hai cái đồ đạc của nó. Bây giờ là cái một cái phần motor. Tại vì con bàn này các bạn có thể thay đổi độ chiều cao bàn như các bạn thấy này, nó rất là, rất là lùn. Thì bây giờ mình sẽ gắn cái motor vào. Rồi, như vậy là tạm thời mọi thứ đã xong. Thì mình nói qua về bên trong lòng này trước nhá. Ở bên trong lòng này mình chỉ cắm tạm cho nó lên thôi. Sau khi có thời gian vật vã thì nó đã có thể lên được rồi. Thì ở bên trong các bạn sẽ có khu vực đủ trống để các bạn lắp hai bộ máy bên trong này, một bên phải một bên trái. Liên liên chúng ta đó chính là 8 này, 12 con quạt. Tất cả đều hút gió ra ngoài để toàn bộ linh kiện bên trong các bạn thoáng mát nhất có thể. Và ở bên trong này, đây là hai khay main, ở bên giữa là chỗ các bạn để rát tản nhiệt nước. Khi mà hai bên này các bạn thể gắn được cái rát là rát 360. Ngoài ra ở hai cái chỗ ở đây nữa các bạn gắn được rát là rát 480. Nhưng mà với cái một thế ngồi như thế này này thì các bạn gắn rát 480 ở đây nó sẽ hơi bị bất tiện, tại vì khi nóng nó thổi ra ngoài. Vì vậy Liên Liên cũng hiểu điều đó khi mà họ cho chúng ta là thổi gió từ phía dưới này, từ phía chân các bạn để thổi gió ra phía sau. Và con Liên Liên này thì các bạn có thể gắn được hai bộ máy nên là các bạn hoàn toàn làm live stream được. Một máy gắn bên tay trái, một máy gắn bên tay phải, máy bên tay trái chơi game, máy bên tay phải để capture. Và các bạn nó chưa biết capture thì các bạn có thể là xem một video của mình ở bên tay trái này. Và nhìn chung thì ở bên trong này nó rất là rộng rãi. Và làm custom con bàn này thì cực kỳ sướng, tại vì nó rộng, nó to. Nhưng mà các bạn tốn rất khá nhiều thời gian và tiền bạc để có thể làm được custom cái bộ máy này xịn và mịn. Bên trong thì rất nhiều chỗ gắn ổ cứng và toàn bộ nội thất thì Liên Li chúng ta đó chính là màu đen. Màu đen thì lúc nào thì cũng rất là đẹp. Nhưng mà mình hơi khổ lúc nãy là cái việc mà phải cắm dây. Và bây giờ mình sẽ thử là gắn cái tấm kính này lên. Đây là một tấm kính rất rất đặc biệt theo như lời của Liên Li. Đây là tấm kính đổi màu. Rồi, các bạn có thể chỉnh được vị trí độ chiều cao của con bàn này nhá. Nhưng mà hiện tại thì đây mình đang bật này. Nào. Chúng ta không thể nào mà ấn được vào đây. Tại vì bây giờ mình chưa gắn máy bên trong này nên là mình chưa thể nó kích hoạt được tính năng của cái kính này. Tại vì kính này theo lời quảng cáo của Liên Li và mình đã xem demo rồi thì các bạn có thể là khi bật máy lên ấy, các bạn ấn cái nút gaming này thì toàn bộ mặt bàn bên trong sẽ thành mặt trong suốt để các bạn ngắm được toàn bộ bên trong như thế nào. Còn khi các bạn mà để bình thường như này thì bên mặt bàn nó chỉ như là một cái bàn bình thường thôi. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa gắn máy bên trong nên mình chưa thể nào mà sử dụng cái tính năng rất độc đáo của cái bàn này. Về cổng kết nối nhá, chúng ta có 4 cổng USB đây này. Tay A, một cổng tay C, hai cổng âm thanh. Đây là nút để điều chỉnh độ cao lên xuống bàn và nó có cái độ cao đây này. Rất là tiện lợi để các bạn điều chỉnh. Cũng có 4 chế độ nhớ khác nhau. Điều chỉnh chế độ độ cao của bàn. Cắt nấc 1, 2, 3, 4. Rồi. Và ngoài ra ở bên tay trái thì chúng ta cũng có là hai cổng USB, một cổng bật tắt máy và hai cái cổng âm thanh ở đây. Thì đây họ sẽ làm ra riêng biệt hai cái chỗ để các bạn có thể làm lắp được hai bộ máy khác nhau. Và nhìn chung thì mình đã nói rồi, các bạn mà mua bàn Liên Li này thì chứng tỏ các bạn là một người rất thừa tiền. Tại vì bây giờ một con bàn 62 triệu và mình tính tổng sơ sơ một bộ hai bộ máy nằm trong này và tổng toàn bộ đảng nước thì các bạn tốn sơ sơ các bạn khoảng tầm hơn 200 triệu nữa. Nên là tổng các bạn nếu mà các bạn muốn một hệ thống mà nó để đẹp mắt vào trong con bàn này, các bạn đừng gắn linh kiện lẻ và rẻ vào trong này nhé. Tại vì nhìn rất là ôi. Các bạn đã chơi con này, các bạn phải gắn đồ cực kỳ đắt tiền. Và tổng thể nếu mà các bạn muốn một con bàn này đầy đủ đồ bên trong và tất cả mọi thứ đều gọi là ở cái mức cực kỳ xa xỉ thì đây các bạn tốn khoảng tầm 300 triệu để toàn bộ nhét đầy đủ con bàn Liên Li này. Và hiện tại con bàn này đang bán tại Hà Nội Computer. Và các bạn nào muốn xem hoặc là muốn mua để chứng tỏ mình là một người thừa tiền có thể qua Hà Nội Computer. Còn bây giờ xin chào hẹn gặp lại các bạn và chúc các bạn năm mới cực kỳ vui vẻ. Và đây là video cuối cùng của năm 2020. Chào các bạn.